Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 5. Bài số 5 là Onomatope. Chúng ta học sang một cái phần rất là hay cũng như là tương đối khó ở trong từ vựng tiếng Nhật. Đó là phần các từ tượng thanh và các từ tượng hình. Đúng nhỉ? Chúng ta được học các từ này ở trong phần N3, N4 với một số từ đơn giản như là gì đấy? Chẳng hạn như là gì nhỉ? Chứ như là từ Doki Doki chẳng hạn. Doki Doki là gì nhỉ? Là hồi hộp căng thẳng đúng không? Hay là từ Kira Kira là sáng lấp lánh. Thì ở trong phần này chúng ta sẽ học một số từ tượng thanh, tượng hình của N2 nhé. Đầu tiên, Mono no Yosu. Các từ diễn tả trạng thái của sự vật. Thì các bạn thấy khi mà cho thêm chữ to vào như thế này thì những cái từ đấy nó được dùng giống như là một phó từ, đúng nhỉ? Thông thường đằng sau nó sẽ là động từ đấy. Và như thế này thì nó là, các bạn có thể thêm từ tô hoặc là bỏ đi cũng được, không sao hết. Từ đầu tiên, đấy là từ Bishiri, Bishirito, có nghĩa là chi chít, chật kín. Ví dụ các bạn hãy nhìn cái hình minh họa này nhé. Ở trong những bức tranh này ấy, thì Sensei đã cố gắng tìm những cái gì nhỉ? Những cái bức tranh mà nó giống so với câu ví dụ nhất có thể rồi. Thế nhưng mà có một số cái thì nó khác đi một chút thì chúng ta theo dõi để tham khảo thêm nhé. Chẳng hạn câu ví dụ này. Kare no noto ni wa bishiri to suji ga kakikomarete ita. Các con số được viết chi chít trong quyển sổ của anh ấy, quyển vở của anh ấy. Thì các bạn nhìn thấy cái hình minh họa đây, ví dụ quyển vở đây đúng không? Viết chi chít không còn một cái khoảng trống nào. Thì cái từ bishiri to này nó được dùng để chỉ gì nhỉ? À, ở trong một phạm vi đúng không nhỉ? Đấy, thì có gì đấy? Có một số lượng những thứ gì đó tập hợp rất nhiều và đứng chen chúc nhau đấy. Chi chít chật kín. Từ số 2 đấy là từ Gishiri. Gishiri nó mang nghĩa là chặt hoặc là đầy ắp. Thế thì nó khác gì với thằng Bishirito thì chúng ta nhìn cái hình minh họa đúng không? Hako ni wa okashi ga Gishiri haite ita. Kẹo được cho đầy ắp vào trong hộp. Đấy. Thì nhìn thì chúng ta đã thấy cái sự khác biệt đúng không nhỉ? Đây là chi chít chặt kín này, còn đây là đầy ắp, đầy chặt. Từ số 3 đấy là từ Kukiri. Kukirito nó mang nghĩa là rõ ràng. Kyo wa tenki ga yoku fujisan ga kukiri mieta. Hôm nay thời tiết đẹp ấy, nên có thể nhìn rõ núi Phú Sĩ. Đấy. Nó gần giống như là từ hakiri ấy. Tiếp theo chúng ta có từ dosarito. Dosarito mang nghĩa là rất nhiều. Chẳng hạn bình thường thì cho một hai quả thôi đúng không, nhưng các bạn thấy đây cho cả thùng nhiều vô cùng thì mình sẽ sử dụng từ dosari hoặc là dosarito. Ví dụ omiyage ni mikan o dosari morata, có nghĩa là đã nhận được rất nhiều quà là những quả quýt đúng nhỉ, cả một thùng luôn. Từ tiếp theo của chúng ta đấy là từ bishori. Bishori là gì nhỉ, là ướt đẫm, ướt sũng hoặc là đầm đìa. Ví dụ ichijikan hashite bishori ase o kaita, chạy một tiếng đồng hồ nên mồ hôi đầm đìa. Đây các bạn nhìn thấy này, đây là cái hình minh họa cho cái trạng thái bishori nhá. Đấy, thực ra cái này còn có một từ lái nữa là từ bisho bisho đúng nhỉ, có thể dùng bishori hoặc là bisho bisho đều được, mang tính chất là đầm đìa, ướt sũng. Tiếp theo là các từ chỉ trạng thái của sự vật. Nếu như từ ban nãy các bạn thấy là nó đi kèm với to thì những từ này có thể đằng sau là suru hoặc shiteru, tức là nó được dùng giống như là một động từ đúng không nhỉ. Thì chúng ta thấy từ đầu tiên đấy là từ poka poka. Poka poka có nghĩa là ấm áp. Đấy, ví dụ như là chúng ta ngồi ở dưới đây nhà, chúng ta ngồi dưới nắng mặt trời ấy. Đấy, thì cái cảm giác mà khi ánh nắng mặt trời nó chiếu vào làn da chúng ta, nó khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp thì dùng cái từ poka poka này. Còn trong sách ví dụ người ta dùng là gì nhỉ? Kusuri o nondara karada ga poka poka shite kita. Tức là sau khi uống thuốc thì cơ thể ấm lên. Thì thường là chúng ta khi mà chúng ta bị bệnh ấy, bị cúm chẳng hạn, người chúng ta thấy lạnh, uống thuốc vào cái thì nó làm cho người chúng ta nóng nóng lên đúng nhỉ? Đấy, bừng bừng lên, thì cái cảm giác đấy được gọi là poka poka nhá. Tiếp theo, chúng ta có từ hinyari. Hinyari nó mang nghĩa là mát mẻ hoặc là mát nhưng mà nó theo cái xu hướng là hơi hơi lạnh một chút, hơi se lạnh một chút. Ví dụ ở vùng gì nhỉ? Ở vùng cao nguyên đúng không? Buổi sáng ấy thì nó rất là mát, rất là lạnh, dễ chịu. Asano kogenoku, xin lỗi, Asano kogenoku kiwa hinyari to shite ita, có nghĩa là
không khí trên cao nguyên buổi sáng ấy thì sao? Thì hơi lạnh lạnh, rất là mát mẻ, nhưng mà mát đến cái độ mà cảm thấy gì nhỉ? À, hơi lạnh lạnh một chút nhá. Tiếp theo, đấy là từ Shitori. Shitori mang nghĩa là mịn màng, đấy, mềm mại, căng tràn sức sống và hay dùng cho da. Chẳng hạn như đây, chúng ta nhìn hình minh họa đây đúng không? Da rất là đẹp, rất là mịn màng. Thì sẽ dùng câu ví dụ như là Kono cream wo tsukauto hada ga shitori suru, có nghĩa là dùng cái kem này thì da rẻ rất là mịn màng, rất là mềm mại, rất là căng. Tiếp theo chúng ta có từ jime jime. Jime jime có nghĩa là ẩm ướt, nhớp nháp. Đấy. Ví dụ như là mấy ở Việt Nam mình có cái mùa nồm ẩm ấy thì các bạn hình dung rõ nhất đúng nhỉ? Mùa nồm ẩm là mùa rất là khó chịu, mọi người cực kỳ bực mình với lại cái kiểu thời tiết như vậy. Đấy, nền nhà nó bốc hơi nước lên ấy. Hoặc là những cái ngày mưa thì ở trong nhà không khí nó rất là oi, rất là ngột ngạt đúng không? Thì trạng thái gì nhỉ? Ẩm ướt, nhớp nháp như vậy thì chúng ta sẽ dùng jime jime. Đây các bạn nhìn thấy này, đấy. Làm cho gì đấy nhỉ? Mọi thứ nó cứ dính dính. Rồi thì đồ ăn thì lại nhanh hỏng ấy. Ame no hi ga tsuzuki, heya no naka ga jime jime shiteiru. Ngày mưa tiếp tục kéo dài, trong phòng thì trở nên ẩm ướt, nhớp nháp. Tiếp theo chúng ta có từ Zushiri. Zushiri là nặng trĩu, nặng trịch. Ví dụ như là bình thường cái lọ hoa mà làm bằng gốm chẳng hạn thì nó bình thường, nó không nặng đúng không? Chúng ta nhấc lên rất là rõ, rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà ví dụ một cái lọ hoa mà chúng ta tưởng là bằng gốm nhưng nó cầm lên thấy nặng trịch, à hóa ra nó làm bằng đồng, đúng nhỉ? Những cái bằng kim loại ấy, chúng ta phải dùng hết sức mới may ra mới có thể mang được nó, hoặc là thậm chí là không mang được nó, không di chuyển được nó, thì chúng ta sẽ dùng từ Zushiri này để gì nhỉ? Để thể hiện nhá. Ví dụ Do de dekita kami wa zushiri to omokata, tức là cái lọ hoa làm bằng đồng ấy thì nặng trĩu, nặng trịch đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ hisori, xin lỗi, hisori. Từ hisori này mang nghĩa là tĩnh mịch, yên ắng, vắng vẻ. Đây các bạn nhìn thấy hình minh họa đây, trong lớp không có một ai đúng không? Đấy. Hokago no kyoshitsu wa hisori toshite shizuka datta, là lớp học sau giờ tan học ấy thì rất là vắng lặng, yên tĩnh. Đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Tiếp theo, số 3 là gì nhỉ? Vẫn là trạng thái của sự vật nhưng mà các bạn thấy đằng sau là da, ni, na hoặc là no, thì những cái thằng này được dùng giống như là tính từ. Đấy. Đằng sau chỉ là tô thì được dùng như là phó từ. Đằng sau có thể là suru hay là shiteiru thì được dùng như là động từ. Còn đằng sau là da, ni, na thì được dùng như là danh từ. Đây có no nữa này, danh từ hoặc là tính từ đuôi na nhé. Từ đầu tiên là từ gucha gucha. Gucha gucha có nghĩa là lung tung, lộn xộn, bừa bộn, các thứ vứt tung tóe. Đấy. Ví dụ kanojo no heya no naka wa gucha gucha datta, là phòng của cô ấy, ấy rất là bừa bộn. Đây các bạn thấy này, đồ đạc các thứ vứt tùm lum tùm la ra ấy, đúng không? Thì dùng từ gucha gucha nhá, được chưa? Tiếp theo, một từ khá là dễ nhầm với lại từ gucha gucha, đấy là từ mecha gucha. Mecha gucha nó mang nghĩa là tan hoang, tan nát. Đây chúng ta nhìn thấy cái hình minh họa này đấy, thì đây là hình dung cho cái từ mecha gucha. Tai hư no ato de machi wa mecha gucha na jōtai datta, sau cơn bão đúng nhỉ, sau cơn bão khủng khiếp ấy thì thị trấn đã rơi vào cảnh tan hoang. Thực ra đây là cái hình nó hơi quá, hơi phóng đại thôi. Đây là sau chiến tranh nhá, chứ còn bão thì không đến mức như này, nhưng mà đại loại các bạn thấy hình dung là nhà đổ rồi thì các cơ sở vật chất nó bị phá hoại đúng nhỉ? Nó không còn giống như là cái hiện trạng hiện đại ban đầu nữa, thì dùng cái từ mecha gucha đó. Đấy. Từ tiếp theo của chúng ta đấy là từ sura sura, xin lỗi, sure sure. Sure sure mang nghĩa là san sát, là. Ví dụ các bạn thấy này, đây hình minh họa đây, ví dụ con chim này nó đang bay sát sát mặt biển đúng nhỉ, gần như là chạm vào mặt biển đấy, nhưng mà nó cách một khoảng ngắn nữa thì chúng ta sử dụng trong điều này. Ví dụ kaimen sure sure no tokoro tori ga tonde ita, là con chim nó đang bay là sát mặt biển đúng nhỉ, sure sure nhá. Tiếp theo chúng ta có từ hoya hoya. Hoya hoya
nó mang nghĩa là tươi, mới hoặc là nóng hổi. Ví dụ này, bánh mì còn đang được xếp ở trên khay, còn đang bốc ra khói nghi ngút, đúng không? Cầm vào rất là ấm, thì chúng ta sẽ sử dụng hình thức hoya hoya này. Ví dụ, sono mise de yakitate hoya hoya no pao tabeta. Thì ya, bản thân ngữ pháp yakitate đã là vừa mới nướng rồi, nhưng mà bổ sung thêm cái từ hoya hoya vào để nhấn mạnh nhé. Tôi đã ăn cái bánh mì nóng hổi mà vừa mới nướng, vừa mới ra lò ở cửa hàng đấy. Tiếp theo chúng ta có từ boroboro. Xin lỗi, đây không phải là po mà là bo các bạn nhé. Sửa lại một chút. Boroboro nhé. Bờ, hai bờ đúng nhỉ. Boroboro nghĩa là tan nát, tơi tả, te tua. Ví dụ chúng ta nhìn hình minh họa đây là chúng ta thấy rõ nhất này. Đôi giày nó rách như thế này rồi. À, junen kan haita kutsu nano de mo boroboro da. Vì đôi giày đã đi được 10 năm cho nên là rách te tua, đúng không? Dùng cho kiểu như là quần áo rồi thì giày dép rồi thì gì nhỉ, sách. Đôi khi nó dùng cho kiểu như là cả trái tim nhá, kokoro ga boroboro có nghĩa là trái tim tan nát, trái tim tan vỡ. Tiếp theo, sau khi tìm hiểu những từ, những cái từ tượng thanh tượng hình của sự vật thì chúng ta sẽ đi đến những từ thanh tượng hình chỉ gì nhỉ, chỉ người đúng không? Từ lái chỉ dành cho con người, ví dụ như là người ta cũng xếp này, đầu tiên là gì nhỉ? Đầu tiên là những cái đi kèm với tố, có nghĩa là những phó từ. Từ đầu tiên là sasato. Từ sasato này mang nghĩa là nhanh chóng. Đấy, ví dụ như là oshaberi shinai de sasato tabenasai. Đừng nói chuyện phiếm nữa, ăn nhanh đi. Nó giống như là hayaku. Đấy, đừng nói chuyện phiếm nữa, hãy ăn nhanh đi nhá. Tiếp theo chúng ta có từ seseto. Từ seseto nó là mang nét nghĩa cũng gần gần giống cái từ sasato, nhưng mà nó đi kèm với lại những động từ để chỉ cái gì nhỉ, cái việc làm gì đó một cách rất là siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Ví dụ như là oyatori wa seseto hina ni esa o hakonde kita, là gì nhỉ, chim, con chim bố mẹ ấy, đúng không? Nó rất là siêng năng, nó rất là cần cù, tha mồi về cho đàn chim non, đúng không nhỉ? Hina là chim non, e sợ là mồi. Đấy. Ví dụ đây này, chim bố mẹ siêng năng tha đồ ăn về cho con chim non. Tiếp theo chúng ta có từ tekipaki. Tekipaki tekipaki to có nghĩa là tháo vát nhanh nhẹn. Ví dụ kanojo wa kaji o tekipaki to katazuketa, có nghĩa là cô ấy nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa. Thì thông thường cái từ tekipaki này nó hay đi kèm với những từ như là katazukeru, xin lỗi, không phải là katazuku nhá, có nghĩa là dọn dẹp này, hay là seri, chỉnh lý này, sắp xếp này. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ kotsukotsu. Nó mang nghĩa là cần cù, siêng năng, kiên trì. Ví dụ đây, hình ảnh đây, kare wa kotsukotsu to juken no junbi o susumete ita, anh ấy chăm chỉ chuẩn bị cho việc gì nhỉ, cho việc tham gia kỳ thi, chăm học chăm làm đấy. Tiếp theo chúng ta có từ jikuri. Jikuri to mang nghĩa là kỹ càng, kỹ lưỡng. Ví dụ ichido jibun no shōrai no koto jikuri kangaeta, là gì nhỉ, muốn một lần suy nghĩ thật kỹ lưỡng về tương lai của bản thân. Thì thông thường từ jikuri này hay đi với từ kangaeru, có nghĩa là kỹ lưỡng, nhưng mà đôi khi nó có thể là đi với những từ ví dụ như là nấu kỹ chẳng hạn, người ta vẫn có thể người ta dùng từ jikuri này nhá. Jikuri gì nhỉ, niru chẳng hạn, nikomu, hầm kỹ. Tiếp theo chúng ta có từ noronoro. Noronoro nó mang nghĩa là chậm chạp, lờ lững, lững thững. Ví dụ noronoro aruiteiru to yugata made ni ie ni kaerenai yo, là nếu mà cứ đi chậm chạp, cứ đi lờ lững, cứ đi lững thững như vậy thì sao đấy, thì đến tối cũng không về đến nhà đâu, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ shimijimi. Shimijimi to có nghĩa là sâu sắc, thấm thía. Ví dụ này, tegami o yomi oya no yasashisa o shimijimi kanjita, đọc lá thư đúng không nhỉ, và cảm thấy thấm thía tình cảm của cha mẹ dành cho mình, thì đi với từ shimijimi, thông thường nó là cố định cái động từ kanjiru, các bạn lưu ý nhá. Đấy, shimijimi kanjiru là cảm thấy thấm thía. Tiếp theo từ
Tsukuzuku có nghĩa là sâu sắc. Thì nó khác gì với thằng shimijimi ở trên. Kanojo ga naku no o mite tsukuzuku jibun ga warukatta to hansei shita. Nhìn thấy cô ấy khóc đúng nhỉ? Tôi kiểm điểm lại bản thân một cách sâu sắc, mình là người có lỗi. Đấy. Cái thằng này là thấm thía, còn thằng này là kiểu như là nhìn lại mình một cách sâu sắc. Đấy. Thấm thía vào trong tim, vào trong tâm khảm đúng nhỉ? Còn đây là gì? À, nhìn lại một cách sâu sắc. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ giả tổ. Giả tổ mang nghĩa là qua loa, đại khái, không phải làm kỹ cái gì đó mà chỉ mang tính chất gì nhỉ? À, làm cho gì nhỉ? Làm cho xong, làm cho nhanh vì không có thời gian nhé. Ví dụ như là Kino no yoru kyokasho zato yonde oita, là đêm qua đã đọc qua, đúng nhỉ? Đọc qua, đọc sơ lược sách giáo khoa trước, không phải là đọc từng từ từng chữ mà chỉ là nhìn lướt qua thôi. Tiếp theo chúng ta có từ zubari. Zubari to là trúng hoặc là đúng chỗ. Đây, ví dụ như là bạn này bị gì nhỉ? Bị hai người này nói xấu đúng không? Thế nhưng mà người ta nói xấu nhưng người ta lại nói đúng. Đấy. Thì dùng trong trường mình bị người ta nói đúng, nói trúng như vậy, người ta sẽ sử dụng cái từ zubari, zubarito này nhé. Ví dụ jibun no kete o zubarito. Xin lỗi. Jibun no kete o zubarito iwareta node hara ga tatta. Vì bị nói trúng đi khuyết điểm của bản thân ấy nên nghĩ mà nó tức á, đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ sunnari. Sunnarito có nghĩa là trơn tru, dễ dàng, đúng nhỉ? Ví dụ kare ga shacho ni naru koto ga sunnari kimatta, cái việc anh ấy trở thành giám đốc ấy, đúng không? Đã được quyết định một cách rất là dễ dàng, rất là thuận lợi, rất là trôi chảy, không có vấn đề gì khó khăn hết. Tiếp theo chúng ta có từ, chúng ta có các từ chỉ bộ dạng dáng vẻ con người nhưng mà đi với lại suru, shiteru hoặc là to, như vậy nó được dùng như là một động từ. Ví dụ từ đầu tiên là từ otori. Otori đi với to, suru và shiteru có nghĩa là điềm tĩnh, dịu dàng. Ví dụ như là gì nhỉ? Bạn này đang ngủ đúng không? Thì bạn ấy chụp ảnh. Mite kono onaka, nhìn này cái bụng như này. Anata wa mata futotta yo. Yasenakia, anh lại béo rồi, giảm cân đi. Hidoi shashin da. Mongai. Fushitsu da yo là gì nhỉ? À, tệ, bức ảnh thật là tồi tệ đúng không? Mình phải không cho nó lọt được ra ngoài. Đừng cho nó lọt ra ngoài, thì thực ra đây là một người rất là hiền đúng không nhỉ? Nếu mà người gọi là khó tính ấy, khi mà bị body shaming ấy đúng không? Thì khi bị chê cười thì có thể người ta sẽ nổi cáu, người ta chửi, người ta đánh, nhưng mà người này rất là điềm tĩnh. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng hình cái từ otori cho họ đúng không nhỉ? Kare wa otori shiteite amari okoranai. Anh ấy vì rất là điềm đạm, điềm tĩnh cho nên là chả mấy khi nổi giận. Từ số 2 là từ nombiri. Nombiri nghĩa là thong thả. Nó khá là giống cái từ yukuri nha các bạn nhé. Ví dụ tamani wa onsen ni demo haite nombiri shitai. Thi thoảng thì muốn thong thả tận hưởng cảm giác ở suối nước nóng. Từ từ tận hưởng đúng không? Không việc gì phải vội hết. Tiếp theo chúng ta có từ nobi nobi. Nobi nobi. Đấy. Nghĩa là thảnh thơi, vô tư vô lo. Ví dụ như là đây này. Ryoshin ga ryoko deru su nano de nobi nobi dekiru. Vì bố mẹ đi du lịch vắng nhà nên có thể thảnh thơi hơn. Ví dụ hàng ngày phải bắt chuột đúng không nhỉ? Đấy, phải bắt chuột. Rồi thì phải trông chừng bọn chó vân vân. Thế nhưng mà hôm nay bố mẹ đi vắng rồi, chả phải làm gì hết, cứ ra đây ngồi nghịch đúng không, chơi thôi, không có phải làm gì hết, rất là thảnh thơi, thư giãn, thoải mái nhá. Tiếp theo chúng ta có từ iki iki. Iki iki mang nghĩa là đầy sức sống. Ví dụ kodomo tachi no me wa iki iki to shite ita, có nghĩa là gì nhỉ? Mắt bọn trẻ ấy, nó gì nhỉ? Nó tràn đầy sức sống. Đấy, mắt bọn trẻ nó tràn đầy sức sống nhá. Tiếp theo chúng ta có từ kibi kibi. Kibi kibi là hăng hái. Ví dụ kare wa kibi kibi to shita ugoki de nimotsu o hakonda, là anh ấy đã vận chuyển hành lý đúng không? Vận chuyển đồ đạc với cái động tác rất là hăng hái, nhanh nhẹn. Tiếp theo chúng ta có từ ira ira, đúng nhỉ?
Iraira là một từ thì có thể các bạn được nghe nhiều rồi. Nó mang nghĩa là nóng lòng, sốt ruột. Ví dụ khi phải chờ đợi cái gì đó. Jutai de kuruma ga susumazu iraira shita. Xe không di chuyển được vì tắc đường ấy, sốt hết cả ruột. Đây, trạng thái iraira là thể hiện qua cái bức hình minh họa nhé. Tiếp theo này, chúng ta có từ muka muka. Muka muka có nghĩa là buồn nôn. Đúng, chính xác là cái cảm giác buồn nôn thật. Đúng nhỉ, khi mà bị ốm hay là say rượu chẳng hạn. Đấy, thì có thể dùng từ muka muka. Nghĩa thứ hai là khó chịu, buồn nôn nhưng theo cái kiểu ý nghĩa bóng ấy. Đấy, nói làm tôi buồn nôn có nghĩa là tôi rất khó chịu, tôi rất là bực mình. Ví dụ này, kare no iwake o kiteiru to muka muka suru. Cứ nghe lý do lý chấu của anh ta là tôi lại thấy buồn nôn, đúng không? Này, nó đang đi biển như này thế mà nó dám nói là gì đây nhỉ? Nó dám nói là gì đấy? Kaze o hikimashita. À, em bị gì nhỉ? Em bị gì nhỉ? Em bị cúm đúng không? Uso, chả nhẽ ông giám đốc ông không biết đấy. Và ông nghe cái lời nói dối này, ông rất là khó chịu, rất là bực mình nhá. Thì sẽ sử dụng cái hình thức đó. Tiếp theo chúng ta dùng từ kipari. Chúng ta có từ kipari. Kipari mang nghĩa là rõ ràng, dứt khoát, thẳng thừng, hay đi kèm với từ từ chối, đấy, tỏ thái độ. Ví dụ như là gì nhỉ? Bạn này rủ đi chơi đúng không? Mời hẹn hò này thì bạn này nói là gì nhỉ? Toa tsuki aenai kana. Có lẽ là gì nhỉ? Có lẽ là mình không thể hẹn hò với cậu được rồi. Đấy, bạn từ chối một cách rất là rõ ràng, bạn không có nói vòng vo. Kiểu người Nhật có cái từ y đúng nhỉ? Có nghĩa là được cũng được mà không được thì cũng không ai biết. Kanojo wa kippari toshita taido de sasoi o kotowata. Cô ấy đã từ chối cái lời mời bằng thái độ dứt khoát, bằng cái thái độ rõ ràng, bằng cái thái độ thẳng thừng, đúng không? Tiếp theo chúng ta có từ haki haki. Haki haki mang nghĩa là sáng suốt, rõ ràng, hay đi kèm với lại từ trả lời, đúng nhỉ? Trả lời cái gì đó, đấy, phản hồi cái gì đó. Mensetsu de no kaito ga haki haki shite ite yokata. Có nghĩa là thật là tốt, thật là tuyệt khi mà cái câu trả lời trong buổi phỏng vấn ấy, đúng nhỉ? Rất là rõ ràng nhá. Tiếp theo chúng ta có từ odo odo. Odo odo có nghĩa là lúng túng, ngượng ngùng. Đấy, ví dụ căng thẳng quá người ta hỏi là shumi wa nan desu ka? Sở thích là gì? Hongo yomimasu. Đúng nhỉ? Nihongo tabemasu. Đấy, sai hết cả cách nói, ví dụ đặc biệt là những người ngoại quốc chẳng hạn. Đúng không? Sai ngữ pháp rồi thì nói sai ngập ngừng. Thì cái trường hợp này nó sẽ minh họa bởi từ odo odo, đúng nhỉ? Lúng túng ngượng ngùng. Mensetsu no toki, sono gakuse wa odo odo shiteita. Có nghĩa là khi phỏng vấn ấy, thì học sinh đó đã rất là lúng túng, đã rất là ngượng ngùng. Tiếp theo, từ số 11 là từ soa soa. Soa soa có nghĩa là bồn chồn, đứng ngồi không yên. Đây ví dụ hình minh họa này, không thể ngồi yên được mà cứ phải đi đi lại lại, suy nghĩ trăn trở về một cái vấn đề gì đó. Ví dụ ane no kekkonshiki no asa chichi wa soa soa shiteita. Buổi sáng mà hôm chị tôi cưới, đúng nhỉ? Buổi sáng mà hôm đám cưới của chị thì bố đứng ngồi không yên. Tiếp theo chúng ta có từ kuyo kuyo. Kuyo kuyo có nghĩa là phiền muộn, ủ rũ. Ví dụ Shiken ni ochita gurai de kuyo suru na. Có nghĩa là gì nhỉ? Gurai có nghĩa là cái điều đó là cái điều mà không phải là quan trọng, không đáng bận tâm, chỉ là trượt thi thôi mà. Đừng có, không được có, không được ủ rũ suy sụp như thế. Tiếp theo, từ số 13 là từ Niya niya. Niya niya là cười ẩn ý, đúng nhỉ? Cười đẻo, cười mỉa nhá. Kare wa watashi. Kare wa watashi no kao o mite niya niya shiteita. Anh ấy nhìn mặt tôi và cười đầy ẩn ý, đúng không? Đây chúng ta thấy cái hình ảnh cười ẩn ý đây này. Tiếp theo chúng ta có từ hiya hiya. Hiya hiya nó không liên quan đến cười cợt gì đâu. Mặc dù nghe cứ tưởng là hi hi ấy, nhưng mà không phải, nó là sợ sợ, sợ hãi, sởn gai ốc. Ví dụ
Imoto no unte ni wa itsumo hiya hiya saserareru. Có nghĩa là tôi luôn bị cái cách chạy xe của em gái nó làm cho tôi sởn gai ốc nhá. Các bạn thấy đây là người ta dùng thể bị động sai khiến này, saserare này, đấy. Ví dụ đây là em gái đây này, nó chạy xe làm tất cả mọi người đều gì nhỉ? Phát sợ cả lên. Kiểu kéo hết ga chạy bay tốc lực. Tiếp theo chúng ta có từ bonyari. Bonyari. Bonyari có nghĩa là lơ đãng, mơ màng, mơ hồ, trạng thái không rõ ràng ấy. Cứ lơ mơ ấy, đúng nhỉ? Bonyari shite de pan o kau no wasureta. Đầu óc mơ mơ màng màng nên đã quên mất việc mua bánh mì. Ví dụ như là mẹ gì nhỉ? Mẹ sai đi mua bánh mì đúng không? Thế nhưng mà chẳng hiểu sao đầu óc nó cứ ong ong, nó cứ mơ hồ không có rõ ràng gì hết và mình quên mất cái điều đấy. Từ số 16 là từ gutari. Gutari có nghĩa là dã rợi, rũ rượi, dã rời, rũ rượi, dùng cho cái sự mệt mỏi đúng nhỉ? Kyo wa kare wa futsuka yoi de gutari shite ita. Hôm nay anh ấy mệt mỏi dã rời vì say 2 ngày liền. Đây. Tiếp theo là gì nhỉ? Là các từ chỉ bộ dạng dáng vẻ con người nhưng mà dùng như tính từ hoặc là danh từ. Từ đầu tiên đấy là kuta kuta. Kuta kuta có nghĩa là mệt mỏi, phờ phạc. Ví dụ, rokuji kan mo yamamichi o nobotte kita no de kuta kuta da. Vì đã leo núi 6 tiếng rồi nên là mệt, phờ phạc, đúng nhỉ? Từ tiếp theo cũng là từ cuối cùng chúng ta là từ heto heto. Heto heto có nghĩa là mệt phờ, mệt bở hơi tai. Rokuji kan renzoku de shiken o ukete mo heto heto da. Vì đã thi liên tục 6 tiếng đồng hồ nên đã mệt bở hơi tai. Thì đấy là một số cái phó từ, à xin lỗi, một số cái onomatope, một số cái từ lấy, từ tượng thanh tượng hình quan trọng của N2 chúng ta học ở trong bài hôm nay nhé. Thì các bạn hãy xem kỹ video, đúng nhỉ, và làm bài tập để hình dung rõ hơn về cách sử dụng của chúng cũng như là nhớ được chúng. Và nhiều khi là các bạn hãy gì nhỉ, hãy chế theo những câu chuyện để cho để có thể là nhớ chữ dễ hơn, chẳng hạn như là từ heto heto này chẳng hạn, thì sensei sẽ chế thành hét to vì quá mệt đúng không, hét to heto heto này, hay là gì đấy, hay là cử tạ mệt quá đúng nhỉ. Thì các bạn có thể tạo ra những câu chuyện ngắn ngắn như vậy để có thể nhớ được những cái từ gì nhỉ, từ tượng thanh, từ tượng hình như này, bởi vì chúng được dùng khá là nhiều trong giao tiếp thực tế. Buổi học của chúng ta đến là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới.